Hey, chào tất cả mọi người. Thì cũng nhiều anh em hỏi mình lý do vì sao những chiếc xe lửa mình đăng bán mà lại không để giá mọi người. Thì hôm nay mình sẽ nói lý do vì sao mà mình không để giá ha. Thì cái lý do đầu tiên á là tùy mỗi con chim của mình về nó sẽ có mỗi cái giá khác nhau. Và khi mà cái lúc về á thì anh em nào tới nhà mình xem bắt liền á thì có thể là mình lại là giá vốn hoặc là giá gốc cho anh em, hoặc là một con chim mình là chỉ từ 50 đến 100 ngàn một con. Thì chính vì vậy á là cho nên là mình không phải nào để giá được mọi người. Ví dụ nếu mà anh em đảm bảo được cho mình, anh em cũng biết rồi ha, bán chim là đâu phải lúc nào cũng bán được nguyên một lô như thế này, mình gom giờ là sẽ bán được hết đâu. Nè mọi người thấy không, nếu mà mình để giá mà bán đem vòi bán được hết liền á thì sợ là mình sẽ để giá lên trên. Cho nên anh em cũng thấy là mình thi những chú chim mình thanh lý á thì thường mình sẽ đăng giá lên luôn. Còn đối với những chú chim như thế này á thì mình ví dụ bây giờ nó chưa ăn cám nè thì mình sẽ bán rẻ hơn những chú chim mà lúc nó đã vào cám rồi. Nhưng mọi người thấy mình cũng đang hiện tại cũng đang vào cám, cho nên là ví dụ giờ mình đăng lên thì nhiều anh em xem trước thì anh em sẽ biết là mình về chim khi nào. Có những anh em xem sau á thì họ sẽ nói ủa sao mà đăng chim một đằng giá một đằng mà gọi điện thoại hỏi á thì lại giá khác nữa, cho nên nó cũng rất là bất tiện cho mình. Cho nên là anh em cũng thông cảm cho mình ha, thì anh em nào cần chim gì thì cứ alo cho mình là sẽ có giá cho chú chim đó thôi. Đây nè mọi người thấy không, cho nên á là không phải là mình không muốn đăng cái giá lên đâu mọi người. Ví dụ giờ mình một con chim mình về ví dụ 500 ngàn đi, là mình sẽ có thể là anh em tới nhà anh em xem mình cũng có thể là bán luôn với giá là 500 ngàn. Giờ ví dụ mình đăng 500 ngàn rồi anh em tới hết rồi xong khoảng tháng sau anh em vòng lần hỏi mà ví dụ mà chim mình ới vẫn còn đi, thì lúc đó là chim của mình nó đã cứng cáp có thể là nó hót được rồi, thì mình đâu thể nào mình bán giá 500 ngàn nữa đâu đó. Cho nên là mọi người cũng hiểu cho mình, thông cảm cho mình ha. Con này nè mọi người, mình hôm qua mình sờ gãy nó luôn nhưng mà hôm nay không biết sao nó rất là dạng. Chiều nay mình định đi kiếm cái lồng về mình thả nó vô mọi người. Cho nên con này là con trống luôn mà vẫy tôm. Nó rất là dạng, nó không có tông như những con khác mà mình thử hôm qua rồi, nó vẫn mập mập bình thường à. Mình không biết cái này có phải là chim con họ nuôi lên rồi sảy hay sao. Thấy không, mình để tay lên nó vẫn đứng nè. Cái lồng mình nó mắt nó nhỏ quá không phải thấy rồi ha. Còn đó những con bổi khác nó nhảy đùng 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 đùng. Nè qua đây mình cho mọi người coi những con bổi ha, nó sẽ nhảy, nó không có như con đó cào quá. Nè mọi người thấy không, nó sẽ nhảy. Thôi mình chắc xin cái khối lấy tại nha, mong anh em xem và thông cảm cho mình nha. Không phải là mình không muốn đăng giá đâu, thì đó những con chim mà mình thanh lý á, thường mình thanh lý mình sẽ để giá lên trên, thì mọi người cũng biết rồi, thanh lý thì nó sẽ rất là bán rất là nhanh, cho nên là anh em tới là mua liền được thì mình vẫn để giá như vậy. Còn đó những chú chim mà như thế này mình không để giá được, cho nên là mong anh em thông cảm ha. Thì anh em cần cứ gọi điện thoại cho mình là 0929 887 346 nha.